Ôi, ngon đến những cái giọt cuối cùng các bạn ạ. Hôm nay mình lại đang muốn chia sẻ với các bạn và các anh các chị một cách làm ra cho một món trà tắc mật ong hoa đậu biếc nha. Bây giờ mình xin mời các bạn và các anh các chị hãy bắt tay vào làm cùng với mình nhé. Thì trước tiên là mình sẽ chuẩn bị là cái hoa đậu biếc này các bạn này. Hôm nay là mình sử dụng cái hoa đậu biếc bằng hoa khô nhé. Thứ hai nữa là đến trà các bạn ạ. Trà thì hôm nay mình sử dụng trà lai của Phúc Long nhé, thì cái dạng là dạng túi lọc các bạn. Đấy thì mình cũng đã chuẩn bị hai cái ấm nhé, thì một cái thì mình để mình cho cái tép trà này vào nha các bạn, một cái là mình để cho cái hoa đậu biếc khô vào nha. Thì bây giờ mình sẽ đổ nước nóng vào trong cái ấm này nha các bạn, để mình tráng qua cái trà hoặc là mình tráng qua cái hoa đậu biếc này đi nhé, để cho nó được sạch sẽ các bạn ạ. Mình sẽ đổ cái nước mình đã tráng hoa ra nhé. Như thế kiểu là mình rửa rửa ấy các bạn. Mình sẽ lấy 100 ml nước sôi nha các bạn. Mình cho vào trong cái ấm và mình sẽ đậy nắp các bạn. Cái này thì các bạn sẽ ủ từ 7 tới 10 phút nhé. Nếu ví dụ các bạn ủ được lâu thì cái màu hoa đậu biếc nó sẽ càng đẹp nhé. Giờ mình sẽ lấy 150 ml nước nóng, mình sẽ cũng cho vào trong cái ấm này nhé, để mình cũng ủ khoảng 5 đến 7 phút nha các bạn. Thì trong khi mình đang ủ trà và ủ hoa đậu biếc thì mình sẽ cắt những cái trái quất này ra nha các bạn. Các bạn ạ, quất thì hôm nay mình cũng sử dụng quất ngay tại ở vườn nhà nhé, nên mình cũng không phải đi mua các bạn ạ. Như những cái bữa trước ấy thì là mình phải đi mua. Còn như hôm nay thì mình có một cái cây quất, hoặc là ở miền Bắc mình thì gọi là cây quất các bạn ạ, còn trong miền Nam các bạn thì hay gọi là cây tắc nhé. Đấy, hoặc là quả tắc. Thì Tết mình mua một cây về để chơi Tết, xong nào chơi xong thì mình lại mang ra vườn mình trồng. Thì tới bây giờ mình đã thu hoạch được cái quả của nó nhé. Mỗi cái là cái quả của nó thì cũng không được to các bạn, hơi bé thôi. Mặc dù hơi bé mình cũng có cái mỗi cây để thi thoảng ra để hái quả vào để mình làm và chia sẻ với các bạn nha. Bây giờ mình sẽ vắt cái nước tắc ra nha các bạn. Mình sẽ dùng một cái dây lọc để mình vắt hết lên trên để mình lọc được những cái hột cho các bạn. Những cái hột thì nó cũng hơi nhiều các bạn ạ. Thì hôm nay trong một cốc trà tắc mật ong hoa đậu biếc này mình sử dụng 6 quả tắc nho nhỏ này các bạn nhé. Thì khi các bạn vắt tắc xong hết rồi thì các bạn sẽ để lại một hoặc hai cái vỏ tắc cho các bạn. Các bạn thái làm đôi ra nhé. Để tí mình sẽ cho vào trong cái cốc trà tắc mật ong của mình nhé. Trà thì mình cũng đã ủ xong nha các bạn. Bây giờ mình sẽ rót cái trà hương lài này ra cái sacker của mình nhé. Hôm nay mình sẽ lấy là 120 ml nước nha các bạn. Đây các bạn ạ, cái trà hương lài của mình có một cái màu sắc rất là đẹp nhé, xanh rất là đẹp. Bây giờ mình sử dụng thêm một chút muối nữa nhé. Bây giờ mình sẽ đổ 20 ml nước đường nhé các bạn vào trong cái sacker này nhé. Và mật ong thì mình cũng sử dụng thêm 20 ml nước mật ong nha các bạn. Các bạn ạ, khi đường và mật ong chúng ta đã đổ vào trong cốc sacker rồi thì bây giờ mình sẽ làm mát cái cốc nước trà của mình nhé. Xong bắt đầu mình mới cho cái nước tắc vào nha các bạn. Thì hôm nay là mình sử dụng cái đá cục to nha các bạn. Thì khi mình sử dụng cái đá cục to thì cái nước trà của chúng ta làm ấy, thì nó đang bị còn nóng, chúng ta sẽ cho vào thì nó sẽ lâu tan hơn nha. Và mình sẽ đậy nắp các bạn và mình sắc lẹ nhẹ lên nhé. Bạn ạ, vậy là cái ba cái nguyên liệu này, cái cốt trà và mật ong và đường và mình đã cho vào trong sacker rồi nhá. Bây giờ cái nước trà của chúng ta đã mát rồi, bây giờ mình sẽ cho cái nước tắc của chúng ta vào trong cốc trước nhá. Bạn ạ, ở đây có hai cách, một là các bạn sẽ cho cái nước cốt tắc vào trong cái sacker, các bạn lắc đều luôn. Hai nữa là các bạn sẽ cho vào trong cốc này, xong các bạn sẽ đổ cái nước cốt trà này vào trong cái cốc của chúng ta nhá. Giờ mình sẽ đổ vào trong cái cốc này các bạn.
bạn ạ. Vậy là mình đã sắp có một cái cốc nước trà tắc hoặc mật ong hoa đậu biếc nhé. Bây giờ mình sẽ đổ cái nước cốt của cái hoa đậu biếc ra nha các bạn. Ở đây là mình sử dụng là 40 ml nước cốt hoa đậu biếc nha. Trước khi đổ cái nước cốt hoa đậu biếc vào thì mình sẽ cho thêm một cục đá nữa nhé. Mình sẽ cho thêm một cục đá mình đã làm sẵn này nha. Bây giờ mình sẽ đổ cái nước cốt trà hoa đậu biếc lên nha bạn ạ. Vậy là chúng ta đã có một cái cốc nước trà mật ong hoa đậu biếc nha. Nhìn rất là hấp dẫn đúng không các bạn? Màu rất là tươi tắn và đẹp nha. Khi mà cái màu hoa đậu biếc này nó chảy xuống cái xung quanh cái thành cốc ấy, thì trên thì có một độ tím rất là đậm đà và dưới thì có một cái màu hồng hồng rất là đẹp nhá. Thì các bạn ạ, trong cái cách pha trà tắc mật ong hoa đậu biếc này thì nó có mấy cách để chúng ta ủ trà nhé. Thì một là các bạn dùng trà ô long, hai là các bạn dùng cái trà hương lài mà cái dạng là bán cân nha các bạn, ba nữa là các bạn sử dụng trà đen. Thì trà đen với lại trà ô long thì cái màu nó sẽ không được đẹp bằng cái trà hương lài nha các bạn. Chính vì vậy nên là mình lựa chọn cái trà hương lài dạng túi lọc nha. Thì để khi mỗi một khi mình pha ra thì mình chỉ có dùng một tép để mình pha trực tiếp thì nó rất là nhanh và nó không bị lãng phí nha các bạn. Tại vì như kia thì các bạn sẽ đông khách thì các bạn sẽ làm 20 gram trà, các bạn sẽ ủ ủ trong vòng 7 phút thì các bạn có thể là mình lấy được 1 lít hoặc 2 lít nước, các bạn sẽ bán cho cả ngày nha. Bây giờ mình sẽ cắm thìa và cắm ống hút nhé. Mình sẽ cắm cái thìa vào đây các bạn. Nhìn rất là đẹp. Còn ở đây mình đã làm xong rồi thì các bạn có thể là topping thêm nhé. Các bạn có thể là topping trân châu ba quy hoặc là thạch nhé. Bây giờ hôm nay mình sẽ topping thêm cái trân châu ba quy nữa nhé. Mình sẽ topping thêm trân châu ba quy nữa nha các bạn. Làm cho cái cốc của chúng ta nó sẽ là được lộng lẫy hơn nha. Và đây mình cũng sẽ trang trí thêm một cái ngọn cúng bạc hà nữa nhé, phần xinh tươi hơn nhé. Đấy, các bạn ạ. Nếu ví dụ các bạn quấy quấy nhẹ nhẹ xuống một tí nữa là cái màu của cái hoa đậu biếc nó xuống dưới nó gặp cái chua của tắc ấy là nó sẽ hơi hồng hồng lên rất là đẹp nhé. Rất là đẹp đúng không các bạn? Thế một cách làm ra rất là đơn giản. Hôm nay mình chia sẻ với các bạn và các anh các chị như này thì mình sẽ làm chậm lại một chút nhé. Để cho mình chia sẻ cái cách làm cho nó được kỹ càng hơn nha các bạn. Đây các bạn ạ, rất là đẹp nhé. Xin mời các bạn và các anh các chị hãy thưởng thức cái cốc nước trà tắc mật ong hoa đậu biếc nhé. Đây các bạn ạ, nhìn cái màu sắc rất là đẹp, rất là quyến rũ nhé. Đây, các bạn sẽ quấy nhẹ nhẹ xuống một tí nữa là có một cái màu rất là tuyệt vời xuống bên dưới nhé. Giờ mình sẽ quấy lên nha. Giờ xin mời các bạn hãy thưởng thức cùng mình nhé. Rất là ngon các anh chị ạ. Khi vào trong miệng của chúng ta là một cái vị rất là thơm của quất này, của trà này. Và có một cái màu sắc rất là tươi tắn của hoa đậu biếc nhé. Và nhất là khi chúng ta hút vào trong miệng ấy, có những cái hạt thạch ba quy và trong miệng chúng ta ra mình nhai nó giòn giòn dai dai sần sật rất là sướng nha. Một lần nữa thì rất là cảm ơn tất cả các anh các chị và tất cả các bạn nhé, đã luôn luôn theo dõi và chia sẻ cái video của mình nha. Rất là mong muốn tất cả các anh các chị và tất cả các bạn cho mình một lượt like, một lượt share và một lượt đăng ký nhé. Xin chúc tất cả các anh các chị và tất cả các bạn luôn tràn đầy sức khỏe và thành công trong cuộc sống nhé. Xin chào và hẹn gặp lại nhé.